Kênh Tắt Bà Rịa Ông Tài Giải Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường Hàng Dương của xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách biển chỉ có 1 km quý anh chị ha, sát bên biệt thự đây nha quý anh chị. Đất mình đã rào bao quanh kiên cố rồi quý anh chị ha. Thì miếng đất của mình là miếng đất biệt thự ha, ngang 15 sâu 17,5 m, trong đó là full thổ cư rồi quý anh chị, tổng diện tích là 263 mét vuông ha. Đó. 263 mét vuông quý anh chị ha. Đó. Full đất ở. Đó. Còn hướng này là anh chị đi về Hồ Tràm này. Đó. Đi Hồ Tràm đi khoảng độ tầm 5 km là tới biển Hồ Tràm ha. Đó. Khu dân cư đông đúc. Đường này là đường nhựa rộng 26 mét quý anh chị ha. Có vỉa hè, cây xanh, rồi đèn đường chiếu sáng nha quý anh chị. Hướng này là đi ra chợ khoảng độ tầm 300 mét nha quý anh chị. Đó. Lô đất cực kỳ là đẹp luôn quý vị ha, đắc địa luôn, mặt tiền đường chính luôn, kinh doanh buôn bán làm homestay, nghỉ dưỡng, khách sạn, rồi nhà nghỉ, vân vân quý vị ha, sát bên căn biệt thự đây nha quý vị. Đất mình cực kỳ đẹp, đã rào rồi, rồi có cổng, rồi tường rào các thứ là ok hết rồi quý vị ha. Đây nha quý vị. Để mà quay vô trong cho quý vị xem nè. Tường xây bao quanh kiên cố rồi, xây hơn 2 mét nha quý vị ha. Đây đất của mình đây nha quý anh chị. Quá đẹp luôn, hai bên là phía bên tay trái của mình là cũng làm homestay rồi quý anh chị ha, cũng khách thành phố về đầu làm cái homestay để nghỉ dưỡng nha quý anh chị. Đây là khí hậu mát mẻ quý anh chị nha. Đó, được đó là cách biển chỉ có 1 km à. Chút nữa em quay cái vị trí cho quý vị xem ha. Đường nhựa vỉa hè, mình là không vướng phong thủy một cái gì quý anh chị ha. Hướng mình là hướng bắc cho quý anh chị. Hướng bắc quý anh chị ha. Quá đẹp luôn quý anh chị ha. Nằm trong khu dân cư kính luôn nha quý anh chị. Từ đây anh chị đi về thành phố Bà Rịa đi khoảng độ tầm 20 km quý anh chị ha. Đây là cái sau quy hoạch quý anh chị ha, thì đất mình phủ hồng hết cho quý anh chị. Ngang 15 sâu 17,5 m ha. Tổng diện tích là 263,5 mét vuông, sử dụng riêng, đất ở lâu dài hết cho quý anh chị ha. Cực kỳ đẹp luôn, dùng dứt không bị tốt tiết nha quý anh chị ha. Để em quay sơ cái vị trí cho quý anh chị xem ha. Đây là cái vị trí đất của mình nha quý anh chị. Thì từ đây anh chị ra biển này 1 km quý anh chị ha. Cực kỳ gần luôn, khu dân cư bàn cờ kính hết luôn quý chị. Ở đây là chợ Lộc An này, cách mình khoảng độ tầm 300 mét ha. Khu dân cư kính luôn nha quý chị ha. Rồi từ vị trí này anh chị đi về biển Hồ Tràm đây ha, đi 5 km là đến rồi. Đi về Phước Hải khoảng độ tầm 5 km quý chị ha. Rồi về thành phố Vũng Tàu khoảng độ tầm 30 đến 35 km cho quý chị. Khoảng độ tầm 30 km là tới thành phố Vũng Tàu ha. Rồi anh chị nào mà thích cái lô đất biệt thự này sát biển luôn thì liên hệ em nhé. Giá chủ cần tiền bán ngọt là bán chỉ có 3 tỷ 950 nha quý anh chị, thì giá này em báo là giá chốt quý anh chị ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây, nhớ like và đăng ký kênh quý anh chị nha, hẹn anh chị video sớm nhất.